Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Ái nữ Đông Nhi, 2 tuổi đã ra dáng diễn viên nhí, gặp gỡ loạt sao Việt. Con gái Đông Nhi ông Cao Thắng là nhóc tì nhà sao Việt rất nổi tiếng. Bé Winnie nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Mỗi động thái được phụ huynh chia sẻ đều thu hút lượng tương tác khủng. Mới 3 tuổi, nhóc tì đã ra dáng diễn viên nhí chuyên nghiệp, gặp gỡ loạt ngôi sao nổi tiếng. Bé Winnie càng lớn càng đáng yêu. Trên kênh YouTube gia đình, Đông Nhi đăng tải video hậu trường quay MV Tết. Bé Winnie diện chiếc áo dài đỏ đáng yêu, mái tóc búi na tra càng nổi bật vẻ đáng yêu. Ái nữ Đông Nhi biến hình xinh xắn. Bé Winnie rất bám mẹ, tủi thân khi mẹ ôm bạn nhỏ khác. Theo chân bố mẹ làm việc từ nhỏ nên tiểu công chúa có lẽ đã quen với ống kính máy quay. Ái nữ nhà Đông Nhi tỏ ra rất dạn dĩ, thoải mái tương tác và diễn xuất tự nhiên như một diễn viên nhí chuyên nghiệp. Thiên thần nhỏ biết quan tâm đến mọi người, rất hợp tác ghi hình. Bé Winnie tấu hài cưng xỉu trước ống kính. Vì bố mẹ là người nổi tiếng nên ái nữ nhà Đông Nhi có cơ hội gặp gỡ nhiều ngôi sao. Trong dự án lần này, thiên thần nhỏ đã làm quen cùng Lương Bích Hữu. Nhóc tì mới gặp mặt nhưng lại như thân thiết đã lâu, chơi cùng giọng ca cuốn yêu rất tự nhiên. Lương Bích Hữu rất quý mến bé Winnie. Trước đó bé Winnie cũng từng quay quảng cáo chung với Carrick. Vừa làm quen nhưng nhóc tì đã bập bẹ gọi chú cưng xỉu. Theo chân mẹ, ái nữ Đông Nhi có cơ hội gặp gỡ nhiều sao Việt khác như Phạm Quỳnh Anh, Hòa Menzi, Nhã Phương, Noo Phước Thịnh. Bé Winnie thân thiết với Carrick dù mới làm quen. Tiểu công chúa từ nhỏ đã gặp gỡ nhiều sao Việt. Nhóc tì được bạn bè bố mẹ rất yêu mến. Không chỉ ở Việt Nam, ra nước ngoài ái nữ nhà Đông Nhi cũng rất được yêu quý. Nhóc tì sở hữu lượng fan đông đảo chẳng kém bố mẹ. Con nhỏ tuổi nhưng tiểu công chúa đã biết lễ phép khi gặp gỡ người lớn. Nhóc tì đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý. Vợ chồng Đông Nhi ông Cao Thắng nuôi con không tiếc thứ gì. Nữ ca sĩ lựa chọn sinh nở ở phòng tổng thống, giá một đêm sương sương 1.000 USD, khoảng 23 triệu đồng. Đông Nhi ông Cao Thắng cũng quyết định lưu trữ tế bào gốc cho con với mức chi phí không hề nhỏ. Ái nữ nhà Đông Nhi chào đời trong phòng tổng thống. Bé Winnie được bố mẹ cưng chiều hết mực. Dù bận rộn với công việc nhưng Đông Nhi ông Cao Thắng vẫn dành nhiều thời gian tự tay chăm sóc con. Nữ ca sĩ nhiều lần mang con đến công ty. Khi đi diễn ở xa, cô cũng đưa ái nữ theo cùng. Tiểu công chúa theo chân mẹ đi khắp nơi. Gia đình Đông Nhi làm gì cũng có nhau. Bé Winnie hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Ái nữ Đông Nhi chuẩn con nhà nòi, mới 2 tuổi đã ra dáng diễn viên nhí chuyên nghiệp. Tiểu công chúa nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.